để gọi điện thoại trực tiếp đi quốc tế từ Việt Nam, bạn có hai cách. Cách thứ nhất, bạn sử dụng dịch vụ điện thoại IDD truyền thống, cước giảm 15% từ mùng 1 tháng 12 năm 2001. Cách thứ hai, bạn sử dụng dịch vụ điện thoại gọi 171 quốc tế, liên lạc toàn cầu từ 28 tháng 11 năm 2001. Bạn hãy dùng hai cách này xem. Để biết thông tin chi tiết, liên hệ giải đáp miễn phí 142 hoặc 116.